Hi everyone, chào tất cả mọi người buổi tối nha. Trong một đêm tối rất là thanh vắng, mát mẻ và khí hậu tuyệt vời. Kính thưa mọi người, hiện tại thì Đức Phước Trần tôi đang có mặt ở trên thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Và tối đêm nay muốn cùng với mọi người trải nghiệm một cái điều khá là thú vị. Khi chúng ta lên tới thành phố Đà Lạt, được mang tên là thành phố mộng mơ, thành phố tình yêu, thành phố ngàn hoa, với tất cả những cái sự lãng mạn, tình cảm vân vân, mà nói vui là lãng mạn tình cảm, thì rất là coi như cái tâm tư, cái tình cảm, cảm xúc mình tuôn trào với những cảnh trí ở đây, với những cái rừng thông reo vi vu, những cây liễu rủ hay là những cái khí hậu mát mẻ như thế này. Thì cái thích thú vị đó là chúng ta sẽ nghe những bản tình ca, nghe những cái tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ở trên Đà Lạt thì có nhiều điểm, thí dụ như chúng ta từng nghe nói là quán cà phê Diễm Xưa hay là quán cà phê Cung Đàn Xưa, cũng với cái chủ đề này, với cũng những cái tác phẩm, những ấn tượng đó. Tuy nhiên có một điểm mà chắc hẳn nếu quý vị nào đã từng lên khu vực của Tây Nguyên, đã từng lên tới Đà Lạt thì cũng đã từng nghe đến một cái điểm quán cà phê, nó có một cái phong cách hơi lạ, hơi khác so với những quán cà phê khác. Tức là khi quán cà phê thì chúng ta biết rồi là chúng ta phải welcome khách hàng, chào đón khách hàng và cần khách hàng. Tuy nhiên có những cái quán cà phê mà họ sẽ trình diễn theo phong cách của họ và khách hàng phải cần họ, chứ không hẳn là họ cần khách hàng. Cho nên ở đây hôm nay Phú muốn mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm với Đức Phước Trần của tôi. Chúng ta sẽ cùng đến tham quan, uống cà phê và cùng lắng nghe nhạc ở một quán cà phê với một phong cách điều đó. Đó là quán Cung Tơ Chiều. Như chúng ta thấy rằng là quán Cung Tơ Chiều này thì nằm ở trong một cái con đường cũng rất đặc biệt. Và cái con đường này là hướng đi vô Dinh Ba, tức là Dinh Bảo Đại, nằm ở trên một cái ngọn đồi với cái phong cảnh, với cái hoang vắng từ nãy giờ Đức Phước Trần tôi có giới thiệu thì chúng ta cũng đã nghe nó thanh vắng rồi. Cho nên vô quán cà phê này chúng ta sẽ là người thật sự thưởng thức cà phê và thưởng thức âm nhạc, không có phải vô để trò chuyện bạn bè hay là vui chơi tự nhiên. Quán cà phê đây có một cái phong cách rất đặc biệt của cô chủ ở đây, mà cô mang một cái thương hiệu cá nhân, có thể rằng là mọi người đã từng nghe, đó là Khánh Ly Tây Nguyên. Bởi vì cô có một chất giọng rất là khỏe, rất là tốt, rất là hay, của giọng cô Khánh Ly. Chúng ta đã từng mến mộ với giọng hát cô Khánh Ly qua những hạt phẩm mà đã từng làm cô nổi tiếng, của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với những bản tình ca vân vân. Thì ở đây cô chủ quán này, cô hát với cái giọng mà rất là khỏe, hát live luôn. Và cô vừa đàn vừa hát rất là tốt như thế. Tuy nhiên chúng ta vô đây thì điện thoại để chỗ đầu rung, không được cười nói giỡn ồn ào, nói chuyện nhiều vân vân, để chúng ta thật sự là người cảm thụ về âm nhạc và thưởng thức cà phê. Chúng ta có thể giao lưu cùng cô, nhưng chúng ta phải tôn trọng người ca sĩ ở trên trình bày, cũng như là chúng ta thưởng thức cà phê đúng chất. Do là ở đây có cái cổng, và trên cái cổng này có hai cái thanh trụ hai bên đó, một bên thì để là Fruit and Smile, bên dưới là Book Cafe, và bên tay phải từ ngoài hướng vào thì có chữ Pin Hill Free House and Homestay. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong tí nha. Có thể vào trong thì quay video nó sẽ không được tiện lắm, bởi vì như Đức Phước Trần tôi vừa chia sẻ, đây là một quán cà phê khá là phong cách. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng cảm thụ âm nhạc và thưởng thức cà phê đúng chất.
Dạ. À, ngay từ ngoài vào chúng ta đã được đặt vào mắt, đó là tạm gọi là nội quy, quy định của quán cà phê này. Giữ sự yên tĩnh của quán, xin quý khách vui lòng nói chuyện nhỏ hơn tiếng nhạc và không sử dụng điện thoại trong phòng. Giờ mở cửa đây là từ 19 giờ đến 23 giờ đêm. Ở đây phong cách quán cực kỳ yên tĩnh. Có thể rằng vô trong phòng sử dụng điện thoại chắc là hơi khó, bởi vì người ta đã quy định như thế rồi. À, qua video này, Đức Phú Trọng muốn giới thiệu để chúng ta đến một cái điểm để chúng ta cùng thưởng thức cà phê và cảm thụ âm nhạc ở một cái không gian rất là yên tĩnh, trầm lắng và tôn trọng ca sĩ cũng như là người hát bên trên, người đàn bên trên một cách tuyệt đối. Và chúng ta trong một cái không gian se lạnh, trong một cái khí trời rất là mát mẻ, khung cảnh thật lãng mạn tình cảm của Đà Lạt, thì hy vọng chúng ta sẽ có những cái giây phút thật là ấm áp, thư thái ở một cái không gian như thế. Đây là bên trong của phòng. Nhưng rất là tối. Ok, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vô thưởng thức cà phê nhẹ nhàng nha. Ở đây tất cả các món thức uống đều là đồng giá, với giá là 150.000 đồng một đơn vị thức uống như thế. Và có một cái quy định rất là rõ ghi trên cái thực đơn menu, tất cả phải nói khẽ, nhỏ hơn tiếng nhạc, tôn trọng ca sĩ, nhạc sĩ, và cũng như là không được trò chuyện, không được sử dụng điện thoại di động quay phim chụp hình, không được để chế độ điện thoại di động ở chế độ rung. Và nếu thấy khó khăn quá thì có thể xin mời đi nghe nhạc nơi khác. Đó là cái quy định đây. Số lượng tác phẩm có cao không thuộc hàng nhạc sĩ đứng đầu nền âm nhạc Việt Nam. Vì Nhật đến đâu không biết nhiều ca khúc, có thể sẽ đề cập tới ở một phần sau. Nhưng nếu chỉ xếp về Nhật thì quán cà phê của cô ở đây thì phục vụ từ 19 giờ đến 23 giờ, nhưng mà nhạc thì sẽ bắt đầu lúc 21 giờ. Thank you.
này còn mưa. Thank you.
đàn loa mà có những giây phút hút thuốc, đó là phong cách của cô. Và có một nguyên tắc rằng là trước khi cô hát, một trong những quý vị khán giả phải hát trước, và trong lúc cô hát, các vị khán giả phải cùng hát cùng với cô khi cô ngưng, hoặc là những cái lời nào khán giả biết cô hát với cô, và có sự tương tác và có sự giao lưu với nhau, và tạo thành một cái không gian nó vui tươi hơn, nó hòa mình hơn, chứ không phải chỉ ngồi thưởng thức nhạc không. Màu trái thì đường màu xanh mới, em có hai.